nói là đêm nay anh cho Tùng ở ngoài xó bếp đi nha. Chứ cậu nghĩ sao đâu ngủ chung giường với Khoa. Xin lỗi nha, giường hết chỗ rồi. Nếu cậu muốn cậu có thể đợi kiếp sau ha. Anh là gì mà đòi ngủ chung với anh ấy? Chứ cậu là gì cậu đòi ngủ chung với anh ta? Ít nhất thì tôi cũng từng là người yêu của anh. Hàng đã qua sử dụng rồi mà tự hào suốt đấy. Anh... Ôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Anh Khoa, anh tính để em với anh ta ở nhà thật à? Ừ. Hai người ở nhà ngủ đi. Anh ra phòng khám anh ngủ, sáng anh về. Vậy em đi với anh. Thôi, hai người ngủ ngon. Tội ghê chưa? Kế hoạch của ai bị bẻ tan tành rồi kìa. Sao anh dám làm vậy với tôi? Tại sao anh không có tí liêm sỉ nào vậy? Thích, được chưa? Anh... Không ngủ được thì ra phòng khách. Đừng làm phiền người khác. Tôi chưa thấy người nào mặt dày như anh đấy. Ăn bám ở nhà người khác mãi chưa chịu đi. Thì sao? Cô không đến lượt cậu ý kiến đi còi đuổi tôi. Anh làm cái gì đấy? Thấy ghê. Ai mà thèm. Chia tay rồi thì đừng đeo bám người cũ. Mặt dày. Ừ. Tôi đeo bám đấy thì sao? Anh có bản lĩnh thì chinh phục anh Khoa đi. Chẳng cần phải chinh phục. Mối quan hệ bọn tôi đã khăng khít ngay từ nhỏ rồi. Cậu chẳng qua chỉ là gia vị thêm vào cho mặt mòi mà thôi. Anh vừa nói gì đấy? Anh thử nói lại xem nào. Cậu chẳng qua chỉ là gia vị mà thôi.